vậy? Hai bạn mình tài đâu là mình làm đây. Hai đi mới đi, bạn hành đang thấy từ nửa tiếng chiếc đuổi rồi này. Dạ cũng biết rồi, đi đây nha, chào mày nha. Sau khi xem xong đoạn clip trên, ta có thể thấy rằng các bạn nam đã tử rủ nhau đi bơi nhưng không có người lớn đi cùng, và đặc biệt là không biết bơi, dẫn đến hậu quả đó là bị đuối nước. Trong thời gian qua, phần lớn các em tử rủ nhau đi chơi tắm ao, nhiều em nhỏ trước sự bất cẩn mà dẫn đến hậu quả đau lòng. Chính vì vậy, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hơn về đuối nước nhé! Sau khi xem xong đoạn clip và những hình ảnh trên thì chúng ta có thể nhận thấy rằng đuối nước đang là vấn đề cấp bách và mọi người rất quan tâm, nhưng mọi người vẫn còn chưa hiểu biết và biết cách phòng tránh đuối nước là như thế nào, dẫn tới nguy hiểm. Vậy thì vì sao đuối nước thường dẫn đến tử vong? Đuối nước là một tai nạn bất ngờ xảy ra khi có sự xâm nhập đột ngột của nước hoặc chất dịch vào đường thở như mũi, miệng, khí quản, phế quản, phổi. Nếu không được cấp cứu kịp thời, nạn nhân có thể bị chết hoặc để lại di chứng rất nặng nề. Nguyên nhân dẫn đến đuối nước. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến đuối nước, nhưng nguyên nhân chủ yếu đó là do thiếu sự giám sát của người lớn, do bố mẹ chủ quan để cho con trẻ chơi ở những nơi sông, suối, ao hồ mà không trang bị kỹ năng, do bản tính hiếu động tò mò, không biết bơi, chưa được dạy kỹ năng đảm bảo an toàn, không biết xử lý tình huống, không có kỹ năng cứu bạn khi bị chết đuối, hoặc là không biết bơi nhưng lại ham hiếu tò mò, nhảy xuống bơi. Đặc biệt điều này thường xảy ra ở nông thôn, nơi mà trẻ em thanh thiếu niên thường xuyên có hoạt động tắm sông, ao nhưng lại chưa được trang bị kỹ năng bơi lội, phòng tránh, sơ cứu đuối nước, dẫn đến cả hai cùng tử vong. Chính vì vậy mọi người cần trang bị kỹ năng đuối nước, cần những giải pháp phòng chống đuối nước. Đối với trẻ lớn và người lớn, không nên nhảy xuống vùng nước mà không biết nơi đó nông hay sâu, có lối thoát khi gặp nguy hiểm hay không. Khi đi bơi nên đi chung với những người bơi giỏi và nên mang theo phao khi đi bơi và đi tàu thuyền. Không ăn no, uống rượu trước khi xuống nước, chỉ đi bơi ở các hồ bơi bảo đảm an toàn, có nhân viên cứu hộ giám sát thường xuyên. Đối với trẻ nhỏ, trẻ em khi đi bơi phải được người lớn giám sát thường xuyên và không được rời mắt để làm công việc khác. Ở nhà có trẻ nhỏ tốt nhất không nên để những lu nước, thùng nước, nếu bắt được có phải đậy nắp thật chặt. Nhà có hồ bơi nên trào kính xung quanh và có cửa, có hệ thống báo động nên cho trẻ em tập bơi sớm trước khi 4 tuổi. Và đặc biệt cần nhớ nguyên tắc an toàn khi bơi sau đây, không được phép bơi khi chưa xin phép bố mẹ, không nên chơi ở sông, suối, ao hồ không có người lớn đi cùng, không nhảy cắm đầu ở những nơi không có chỉ dẫn, không tắm bơi ở những nơi nước sâu, chảy xiết, không nên bơi khi trời đã tối, có sấm chớp, mưa dông. Tuyệt đối tuân theo các bảng chỉ dẫn, phải khởi động trứng khi xuống nước, không ăn uống khi đang bơi để tránh sặc nước, không dùng các loại phao bơm hơi, không đi tắm bơi lội một mình. Cách xử lý đuối nước. Điều đầu tiên cần làm đó là tìm kiếm sự trợ giúp. Hãy yêu cầu sự trợ giúp nếu thấy nhân viên bảo hộ, nếu không hãy nhờ những người xung quanh. Cách đưa người bị nạn nhân lên khỏi mặt nước. Trường hợp người bị nạn còn vùng vẫy dưới nước, ném phao, sợi dây hoặc dùng gậy dài đưa cho người bị nạn cầm được. Tìm kiếm điểm tựa thay thế, cứu kéo người.
Trường hợp người bị nạn không còn đủ tỉnh táo để cầm nắm và túi hộ biết bơi, nhảy xuống kèm theo phao nếu có, bơi ngay đến khu vực cứu người nắm tóc ông thân đưa lên. Hà hơi thổi ngạt để cung cấp oxy cho người bị nạn, sau đó mới ép tim ngoài lồng ngực, để người đuối nước nằm ngửa trên mặt phẳng cứng nơi thoáng đãng, nơi rộng. Những câu hỏi tìm hiểu và rèn luyện. Chào em tên là gì? Em tên là Tuyết Nhi. Bây giờ cùng chị trả lời câu hỏi nhé. Bắt đầu thôi. Câu hỏi đầu tiên, khi ngồi trên thuyền bè ta cần lưu ý điều gì? A. Mặc áo phao vui chơi thoải mái trên thuyền. B. Mặc áo phao và đi dạo trên thuyền bè. C. Mặc áo phao, ngồi không được thò tay chân xuống nước. Em đang đáp án C. Đúng rồi. Nào câu hỏi tiếp theo, khi thấy các biển báo cấm lại gần sông hồ kênh rạch, các em sẽ làm gì? A. Dù các bạn lại gần đó chơi và không quan tâm đến biển báo. B. Tuyệt đối không được lại gần. C. Em vẫn đến gần chơi nhưng sẽ quan sát để không bị ngã. Em chọn đáp án A. Sai rồi, tiếc quá. Đáp án của chúng ta là B. Tuyệt đối không được lại gần em câu nhé. Câu số 3. Trước khi bơi nên làm gì? A. Tập thể dục, khởi động khớp chân tay từ 5 đến 10 phút trước khi bơi. B. Chọn hồ bơi để đảm bảo sạch sẽ cho người cứu hộ khi cần. C. Cả hai phương án trên. Em chọn đáp án C. Đúng rồi, em giỏi quá, đến câu tiếp theo nhé. Câu hỏi số 4. Làm gì để không bị đuối nước? A. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy quy định của nhà trường về phòng chống đuối nước. B. Đều ngự cạnh các ao hồ sông suối, vùng dòng nước xoáy, sâu, không có người lớn. C. Không học bơi, tìm hiểu gì về đuối nước. Em chọn đáp án B. Sai mất rồi. Đáp án đúng của chúng ta đó là A. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy quy định của nhà trường về phòng chống đuối nước. Câu hỏi cuối cùng, để phòng tránh tai nạn đuối nước, em cần phải A. Không chơi đùa gần sông, ao hồ, suối. B. Tuân thủ các quy định của khu vực bơi, không bơi khi cơ thể đang mồ hôi, ăn quá no. C. Cả hai đáp án trên. Em chọn đáp án C. Wow, đúng rồi, chúc mừng em. Vậy là em đã hoàn thành 3 trên 5 câu hỏi của chị đã đề ra. Và cảm ơn em đã đồng hành với chị trong buổi tuyên truyền ngày hôm nay. Và qua hoạt động này, chị mong rằng em có thể hiểu biết hơn để tuyên truyền cho bạn bè này nhé. Vậy là bài tuyên truyền của mình đến đây là hết rồi. Mình xin cảm ơn các bạn đã cùng đón xem. Và mình mong rằng sau khi làm bài tuyên truyền này thì mọi người sẽ biết cách phòng chống đuối nước hơn và hồi hơn về đuối nước. Cảm ơn các bạn đã xem. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin được nhắc ngàn lần hơn thế, trái đất chưa im tiếng bom rơi, xin điệp khúc chiều lần hơn thế, bao trẻ em còn đôi rách trên đời. Bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười.